Thưa quý vị và các bạn, Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giữa hai con sông lớn là sông Tiền và sông Hậu. Vị trí địa lý này là điều kiện thuận lợi để tỉnh Vĩnh Long phát triển du lịch sông nước miệt vườn. Trong đó, loại hình du lịch homestay được xem là thế mạnh của du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng. Và các bạn, homestay là hình thức ở tại nhà dân khi du lịch và đây cũng là loại hình du lịch nổi bật của du lịch cộng đồng tại Vĩnh Long. Hiện nay thì tỉnh Vĩnh Long có rất là nhiều điểm du lịch homestay với nét đặc trưng đó là không khí rất là mát mẻ, trong lành, rộng rãi, thoáng mát, tạo cho du khách một cảm giác rất là yên bình. Rất tuyệt vời, con người và cảnh vật ở đây làm cho tôi rất thích khi đến tham quan sông nước Mekong. Những hoạt động trải nghiệm ở đây giúp tôi học hỏi rất nhiều điều hữu ích trong chuyến du lịch lần này. Ở đây sông ngòi kênh rạch chằng chịt làm tôi cảm thấy rất thích. Tôi thích những hoạt động trải nghiệm này và tôi sẽ trở lại đây lần nữa. Nằm giữa sông Tiền, Cù Lao An Bình có nhiều homestay với cảnh quan đặc trưng của sông nước miền Tây Nam Bộ. Có homestay thiết kế theo kiểu nhà Nam Bộ truyền thống, xung quanh là vườn rau sạch, do du khách tự trồng để làm thực phẩm trong bữa ăn. Đến đây, ngoài nghỉ dưỡng, du khách còn được chủ nhà hướng dẫn nấu ăn, trải nghiệm làm vườn, tát ao bắt cá, tắm sông. Du khách có cảm giác gần gũi với không khí gia đình truyền thống Việt Nam. Không chỉ thưởng thức được cảnh đẹp, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ, được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm cùng tham gia sản xuất với người dân địa phương. Cùng tham gia làm bánh, chế biến những món ăn ngon, đặc sản của Nam Bộ, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Quý vị và các bạn hãy đến để khám phá và tìm hiểu những nét thú vị đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.